Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thấy hai cháu gái bán kẹo ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh không người trông coi, nghi phạm Phạm Huỳnh Nhục Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, đã dùng tiền bánh kẹo dẫn dụ nạn nhân theo mình rồi đưa về căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Bước đầu, công an xác định nữ nghi phạm gây án một mình. Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để làm rõ hành vi bắt cóc hai cháu gái. Nạn nhân là cháu NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi, đều là con ruột của chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú quận 7. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của công an thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội. Để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích dụ dỗ đưa hai cháu đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định của Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích: trước tiên, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của hai cháu. Đối tượng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ đưa hai cháu thoát khỏi sự quản lý trông nom của mẹ để đưa về nơi ở chung cư Sài Gòn Pearl. Xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2, điều 153 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Anh Thơm chia sẻ thêm, trong điều 153 Bộ luật hình sự có nêu, người nào dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, hàng đêm dẫn theo 4 con của mình, lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100m nên để 4 con chăm nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy 2 con, còn M và L đã biến mất. Chị Chi nháo nhào đi tìm. Một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị Chi tìm không thấy. Được biết, người chồng rời mấy mẹ con chị Chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cạnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu. Có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, chị Chi mới trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1. Xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận 1 và ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh, nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng Công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Công an quận 1, Phòng Cảnh sát Hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm, lực lượng công an đã xác định rõ hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ. Lực lượng công an tập trung rà dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để dụ dỗ. Người này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. Dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn. Đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian, quyết tâm truy tìm ra tung tích, sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu chung cư cao cấp Sài Gòn Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.
đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby khu Sài Gòn Pearl, 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Sài Gòn Pearl. Tại đây, Vi tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc, cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Trung tá Dũng thông tin, đến nay xác định một mình Vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ, Vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe. Kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ òa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, do đó Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân. Do đó, gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc. Đặc biệt, khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí, khu vực công cộng, phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ hai cháu gái bị thất lạc tại đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Theo công an, nghi phạm là Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, đã bắt cóc hai cháu gái NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi. Làm việc với công an, Vi khai nhận đã dùng đồ ăn, tiền để dẫn dụ hai cháu đi theo mình. Để tránh bị phát hiện, Vi đã dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng. Vi dẫn dụ hai cháu từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đi theo mình đến quận 8. Sau đó Vi đón xe công nghệ chở các cháu về căn hộ của mình ở chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Tại chung cư này, Vi tiếp tục sử dụng đồ ăn để dụ các cháu ở nhà mình. Quá trình này, Vi không đánh đập hay có bất cứ hành vi sử dụng vũ lực nào nạn nhân. Vi còn khai thực hiện hành vi một mình, không có người giúp sức. Ngay trong chiều 8 tháng 4, Công an quận 1 đã bàn giao hai cháu gái trong sự vui mừng khôn xiết của người mẹ. Một nguồn tin khác cho hay, tại cơ quan công an, nghi phạm Nhật Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng vì chưa có con nên muốn bắt cóc hai đứa trẻ nói trên về nuôi. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ về lời khai của nghi phạm Nhật Vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ, mục đích của cô gái 21 tuổi trong vụ bắt cóc này.